Xin chào quý vị, hiện giờ trên tay giải trí của kênh giải trí đó là đang có cái thiết bị rất là hot ở thị trường Việt Nam, vừa mới được nhập về cách đây 1-2 ngày, đó là con Hero Goro 8, một cái phiên bản mới của hãng Goro, rất được nhiều người dân đi phượt, du lịch, đạp xe địa hình, đước ván trên tất cả các nơi trên thế giới đều yêu thích và mong muốn sở hữu. Để ghi lại những cái khoảnh khắc trong cái hành trình khám phá du lịch của mình. Goro được thành lập vào 2002 bởi Nick Woodman, cái người đam mê các cái môn thể thao như là lướt sóng, trượt tuyết và đua xe thể thao. Bây giờ là phiên bản thứ 8 và kênh giải trí đã có sử dụng phiên bản Hero Goro 5 cách đây 3-4 năm. Và hiện giờ thì em Goro đó đã bị đột tử sau một chuyến đi Nha Trang bay dù lượn và rớt xuống nước. Và em nó đột tử bởi vì một cái khe cao su bên hông nút bấm nguồn đã bị vỡ nát sau nhiều năm sử dụng mà chưa có kịp thay. Hero Goro 8 phiên bản Black với camera 12 megapixel và nó hỗ trợ quay độ phân giải là 4K 60 frames. Giá hiện giờ ở trên thị trường là khoảng 10 triệu 500 ngàn, tùy theo đơn vị bán và những cái khuyến mãi kèm thêm. Có những đơn vị họ đã cho order trước khá lâu, khoảng 500 ngàn. Đặc điểm mới của con Goro này là gọn hơn nhưng thay đổi kết cấu khá nhiều so với những phiên bản trước. Những cái tính năng mà đặc biệt mà trong con Hero 8 Black này là cái phiên bản nâng cấp, có nhiều cái nổi bật. Ví dụ như là Goro đã thêm cái phát triển thêm cái khung để cho gắn thêm micro, đèn flash, rồi màn hình để mà review có vẻ là quay phim chuyên nghiệp hơn. Rồi cái cổng media mode hỗ trợ mic 3.5 và cổng HDMI và USB-C. Những cái tính năng mà đặc biệt của con Hero Goro 8 này đó là mình quan tâm, đó là hai super mode, một cái công nghệ chống rung. Sau cái phiên bản Hero Goro 7 thì hai super mode 2.0 lên nâng cấp lên rất là mạnh. Thì quý vị sẽ coi được trong cái clip mình di chuyển ngoài đường. Cái tính năng mà time warp thì nó giống như cái time lapse nhưng mà nó là di chuyển thì nó sẽ cho mình cái góc nhìn hay hơn thay vì cố định giống như time lapse. Và đặc biệt là chống rung rất tốt. Và cái tính năng đặc biệt nữa là đó là live stream 1080p Full HD. Thì trước đó phiên bản 7 thì chỉ có 720 thôi. Mặc định cái con Goro này không cần cái housing, cái vỏ chống nước thì quý vị có thể nhúng nó xuống nước ở độ sâu 10m. Và chức năng quay phim low motion lên đến 8x. Ống kính kỹ thuật số FOV cho khung cảnh siêu rộng. Cái con Goro này thì nó có một cái ứng dụng của Goro cài trên điện thoại cho nên giúp các bạn chỉnh sửa ảnh nhanh, sửa ảnh, chỉnh ảnh, chỉnh sửa clip các kiểu. Và tính năng là chụp hình liên tục, nó gọi là Live Rush. Còn tính năng điều khiển giọng nói thì nó được nâng cấp hơn, dùng để on off ra những cái lệnh chụp. Thì một trong những cái tính năng đó là mình hay sử dụng, kênh giải trí sử dụng, đó là chụp time lapse. Thì ở đây có time lapse, nó là time lapse video ở chế độ ban đêm.
Và cái công nghệ hình ảnh sau cái phiên bản 8 thì nâng cấp cái chất lượng ảnh HDR tốt hơn, cho hình ảnh đẹp hơn, thật hơn và sắc nét hơn. Thì thường các như là HT camera mà Mai Nguyên rồi Tiki đó, thì họ cũng bán và khuyến mãi rất là nhiều. Thì thường họ khuyến mãi đó là thẻ nhớ 32GB cộng thêm một viên pin chính hãng. Lướt qua cái GoPro 8 đây, những cái tính năng. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái camera này nhé. Vẫn là cái truyền thống của GoPro là họ thiết kế cái con GoPro cộng cái đế gắn ở trên một cái hộp. Sau khi các bạn rút ra thì cái phần đế được gài trên một cái đế nhựa. Rồi muốn gỡ ra thì phải nhấn vô cái ron cao su, bật cái ron cao su đó lên thì mới gỡ ra. Đó là cái ngàm, cái cách mà họ đã giữ cho cái GoPro không bao giờ tuột ra khỏi cái ngàm. Đây, tổng thể của nó. Rồi, phụ kiện đi kèm thì đầu tiên đó là một cái tờ khuyến mãi cho dùng thử blood free, lưu trữ không giới hạn ở trên hệ thống của GoPro. Tiếp theo đó là cái tờ giấy hướng dẫn tháo lắp cái ngàm, tháo lắp pin. Tiếp theo là những cái tờ hướng dẫn hỗ trợ từ hãng, cái đề can dán, sách hướng dẫn chi tiết, nhưng mà thường thì ít ai đọc lắm bởi vì nhìn cho vui thôi. Kết hợp của nó đây, có thêm một cọng cáp USB Type-C của từ hãng GoPro. Đây là một viên pin zin, hiện giờ nó thay đổi kết cấu khá nhiều so với phiên bản 5, thì pin ở đầu pin thì có sử dụng màu xanh dương. Đây là cái ngàm gắn trên nón bảo hiểm dành cho những ai thích đi phượt, chạy xe mô tô. Bây giờ nhìn tổng thể cái GoPro mới nhé quý vị. Đây, phụ kiện đồ chơi trong hộp nó đầy đủ. Đó, có dây, pin, zin từ chính hãng, cái ngàm để gắn lên nón bảo hiểm hoặc là trên cái đầu xe hay gì đó tùy quý vị thích. Và con GoPro. Phiên bản này thì bên hông thân máy nó có cái số 8 black, thay vì các phiên bản khác thì nó không ghi đó. Nếu mà so với cái con GoPro 5 thì hai con kích thước cũng khá giống nhau, nhưng độ dày của GoPro 8 thì mỏng hơn một chút xíu. Pin của GoPro thì mình mới trải nghiệm thì nó khoảng 6-70 phút khi mà mình quay liên tục, thì sau khi đã sạc full 100% pin. Rồi gắn thẻ nhớ thì nằm kế bên cái cục pin. Và chú ý là cái chiều, cái thường là cái thương hiệu của những cái thẻ thì nó sẽ hướng về phía pin để cho nó dễ nhớ. Còn nếu quý vị ngắn không đúng thì nó sẽ không đẩy vào, đừng đẩy cố mạnh thì nó sẽ bị gãy hư cái ngàm. Rồi bật nguồn lên thì cái màn hình nhỏ phía trước nó sẽ hiện là 8 black. Rồi bây giờ mình lột cái tem decal của cái màn hình nó ra. Nguồn lên thì nó sẽ hiện cái quy trình setup, nó cho mình chọn cái ngôn ngữ, thì hiện giờ không thấy, không hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt ở trong cái này. Sau đó là nó hơi khác so với con Action của hãng DJI, thì Action DJI cho review phía trước luôn. Nó set GPS, nó hỏi mình có cho nó xí. Đây, GPS.
Đây là cái thẻ nhớ hiệu SanDisk 32GB đã được khuyến mãi khi mua kèm. Hỗ trợ 4 quay 4K. Tốc độ là 100 MB/giây. Và trên thẻ thì nó có một cái chữ là A1, có nghĩa là nó hỗ trợ tối ưu tốc độ đọc ghi trên thiết bị mobile. Đó, cái dock, đây là cái dock để mình gắn vô cái đọc thẻ nhớ theo cái chuẩn SD. Rồi, chú ý nha quý vị, cái thẻ nhớ nó có cái... khi gắn thì chú ý cái chiều. Rồi, và đặc biệt năm nay cái ngàm của pin nó thay đổi hơn. Cái ngàm hồi xưa thì những phiên bản khác thì nó sẽ là hai bên hai cái ngàm, một bên là mở để về pin, rồi đầu jack cắm với PC, thì năm nay thì nó tập trung hết về một hướng. Rồi, bật lên lại nè. Rồi, sẽ chọn ngôn ngữ nè. Set up những cái thông số kết nối, set ngày, kết nối với cái app điện thoại, app trên điện thoại để update firmware, điều khiển hay là review những cái hình ảnh trong đó. Rồi, em đã đây, toàn bộ thân hình của em đó. Ok. Và trong đó thì mình có mua kèm thêm một cái bộ dock sạc pin. Cái dock sạc pin đôi này, đây là sạc pin lần 2 cục. Và khá hay, đặc biệt là ở trên cái sạc thì nó có báo cái màu vàng là pin chưa đầy và màu xanh là pin đã đầy. Mình nhìn hơi khó nhìn thấy. Xanh màu gọt chuối. Cái dock này thì bên trong nó có thêm một cục pin zin, cũng hàng chính hãng, thêm một cọng dây USB sạc. Đó. Chính hãng từ Goro, nhưng mà mình thấy mình so sánh thì thấy nó cũng hơi có sự khác biệt so với cái con Goro trong máy. Rồi, tiếp theo đó là trải nghiệm ở trong cái quán phở với cái tiêu cự 16, 34 và tiêu cự cận nhất. Màu ở trong này thì ở trong cái quán ăn này thì ánh sáng nó không đủ mạnh lắm, nhưng mà nó đủ cho mình đủ lên màu và độ noi nó vẫn có nếu mà mình dừng lại thì thấy. Còn thật ra khi mà nó quay liên tục thì mình không thấy không gì. Màu sắc ở trong quán lên màu, đồ ăn rất là đẹp. Trứng hay là cái chén trứng với nước tiết thì cái trứng gà nó vẫn vàng đầy đủ. Và chú ý là hiện giờ là tất cả trong toàn bộ cái clip này mình không nâng bất kỳ cái màu nào, không điều chỉnh màu, không tăng saturation hay saturation gì hết, để cho quý vị thấy cái màu chính thức theo cái raw file màu. Rồi, tiếp theo là cái clip mà mình đã gắn cái GoPro trên cái nón bảo hiểm và di chuyển ngoài đường. Đây là cái tiêu cự super wide 16 có trên máy. Và đây là cái phần thông số mình đã set ở quay cái phần giải là 2K và 60 frame cái đoạn này. Và tiếp theo là mình để cái mode super wide cũng để quay ở 2K. Còn đoạn này thì mình đi ngang công viên Văn Lang mà mình quay ở 4K cũng 60 frame. Mà cái màu sắc của nhà thờ mình sẽ thấy, quý vị sẽ thấy là nó khá đúng với thực tế. Và bên trái là cái công viên Văn Lang thì người ta đang chặt cây khá nhiều vì lý do đi cháu gì đó thì không biết. Sau khi họ làm công viên trước đó là nó rất là nhiều cây xanh. Và đây là cái đoạn đường mà họ sẽ đi qua buổi trưa cây đó. Rồi, tiếp theo là một cái đoạn mình di chuyển. Mình cũng quay ở độ phân giải là 4K 60 frame ở gần cái cầu vượt Cây Gọt.
Rồi, mình sẽ có những cái, đây là một vài cái minh họa thực tế trên cái con Hero Goro 8. Và mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn ở những cái bối cảnh khác, môi trường ánh sáng khác, để có một cái clip và giới thiệu đến quý vị về hình ảnh thực tế của con Goro. Trong đó sẽ mình cố gắng sẽ có một cái chuyến thử nghiệm cho con Goro ở dưới nước mà không dùng housing ở cái độ sâu khoảng 1 đến 2. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem và theo dõi. Hãy nhấn like và ủng hộ kênh Giải Trí. Nếu mà có bất kỳ cái thắc mắc gì về Hero Goro 8, quý vị có thể đặt câu hỏi ở dưới cái phần comment. Kênh Giải Trí hứa sẽ trả lời đầy đủ để nhanh nhất cho quý vị có thể. Rồi, xin cảm ơn và xin chào.